Vâng, thưa quý vị, trên đường dây điện thoại chúng tôi đã kết nối được với cô Lê Thương, hiện đang là Phó Tổng Thư ký Hội Người Việt vùng Kansai, Nhật Bản, khách mời của chúng ta từ Osaka. Xin gửi lời chào đến Lê Thương ạ. Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến khán giả của Nửa Vòng Trái Đất TV ạ. Xin chào anh Lê Đất Phạm ạ. Ngày hôm nay thì chương trình kết nối đến Lê Thương bởi vì được biết là cách đây chỉ có 1-2 ngày thôi thì Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản trước cái tình hình COVID-19 ngày càng gia tăng ở đây. Thì với những con số mà Thương biết được đó thì hiện tại những cái ca nhiễm bệnh ở trên toàn nước Nhật cũng như cái con số người chết hiện đã như thế nào rồi? À, vâng ạ, hiện tại thì tỷ lệ người bị bệnh ở Nhật thì nó rơi vào khoảng là gần 4.000 ạ. Nghĩa rằng là những cái ca nhiễm bệnh đã được xác nhận là dương tính ạ. Còn tỷ lệ mất ấy, thì nó rơi vào khoảng là gần 100 người ạ. Như vậy thì lý do vì sao mà chính phủ Nhật Bản lại ban hành cái tình trạng khẩn cấp như vậy, nó nếu mà so với khi mà bắt đầu họ ra cái lệnh đó đó thì trước đó nó khác như thế nào, Thương có thể chia sẻ để có cái nhìn rõ hơn không? Thực ra thì ngay vào chiều ngày 7 tháng 4 thì Thủ tướng Abe có ra cái chính thức là đưa sau khi báo cáo lên Quốc hội thì thông báo cái tình trạng khẩn cấp cho 7 tỉnh, đó là Tokyo, Kanagawa, Osaka, Fukuoka, Chiba, Saitama và Hyogo. Thì cái thông báo này thì thực ra thì nó cũng không khác lắm so với cả là cái tình trạng trước đây. Tuy nhiên rằng là cái thông báo này thì để cho là người dân ý thức hơn được việc rằng là cái tình trạng này nó càng ngày càng khẩn cấp ấy, nó phụ thuộc vào cái ý thức của người dân hơn ấy, chứ nó cũng không phải rằng là cái lệnh lockdown như một số người lầm tưởng rằng là Nhật ra lệnh phong tỏa hoặc là như Việt Nam là cách ly xã hội ạ, mà cái này là cần sự hợp tác ấy. Nên là em nghĩ rằng thì sau 2 ngày phong tỏa ra lệnh khẩn cấp thì thực ra là mọi người thì vẫn làm việc bình thường, nhưng mà ý thức thì người dân thì đeo khẩu trang hoặc là đi lại các cái phương tiện công cộng chẳng hạn ấy, thì nó cũng giảm bớt hơn một chút, nghĩa rằng là một chút ấy. Chứ còn không có chuyện rằng là người dân chỉ ở trong nhà, hoặc là vì chính phủ không có quyền là yêu cầu người dân phải ở 100% ở trong nhà. Ra thì mỗi nước có một cái cách phòng dịch khác nhau ấy. Tuy nhiên ở Nhật ấy thì là nó có một cái số cái nó khác với cả cái nước châu Âu ấy, thì là ở đây thì là chính quyền không có, nghĩa thực tế thì là chính quyền cũng rất là mong muốn là người dân là ở trong nhà ấy, nhưng mà cái quyền của người dân ở bên này ấy, chế độ nhân quyền nó cũng cao ấy, cho nên là chỉ là yêu cầu hợp tác ấy. Cho nên là cái vấn đề là khó khăn là ở Nhật thì hầu như là sử dụng phương tiện công cộng để đi làm, vì thế nên nên là rất là khó để mà bây giờ là như Việt Nam mình chẳng hạn ấy, có thể là yêu cầu là người dân là vì mình không có sử dụng phương tiện công cộng, thế nên là cái việc là hạn chế dịch của mình nó sẽ tốt hơn ấy. Tuy nhiên bên này thì hầu như là 90% là sử dụng phương tiện công cộng, ví dụ như tàu điện chẳng hạn, xe buýt chẳng hạn, thì là để đi làm ấy. Thế nên là hiện tại thì nhà nước cũng có quy định là có 3 cái yêu cầu chính ấy. Thứ nhất là chỉ là những cái nơi vui chơi giải trí thì ngừng kinh doanh hoạt động, ví dụ như là những cái khu chơi pachinko chẳng hạn này, những cái bar club hoặc là những cái trung tâm thương mại chiếu phim. Thì nếu mà không nghe thì nghĩa là không 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 làm theo ấy, thì sẽ bị chỉ đích danh lên TV và báo chí. Và cái thứ hai nữa ấy, thì là chính phủ có quyền sử dụng cả cái cơ sở đất đai tòa nhà và cả khách sạn để làm cơ sở y tế nếu mà trường hợp khẩn cấp xảy ra. Và cái thứ ba nữa là có quyền bắt buộc phải bán lại các cái dụng cụ y tế thuốc chữa bệnh cho những cơ sở đang cần. Thì ngoài ra thì việc người dân đi lại trên đường phố ấy, thì là chỉ yêu cầu mọi người là nếu mà không cần thiết ấy, thì không phải ra ngoài và không có quyền ép dân ở nhà, không phạt tiền, không cấm, và nghĩa rằng là cũng không khác gì lắm so với trước đây.
Nhưng mà khi mới ban bố cái tình trạng này thì chính phủ cũng hy vọng vào cái sự tự giác của mọi người đấy. Thì ví dụ như bây giờ hiện tại thì cả cái quán ăn này, cả cái tiệm điện thoại này, ngân hàng này, cả cái combini này thì là vẫn hoạt động bình thường và không có cái sự cách ly giữa cả cái thành phố với nhau. Và mọi người thì vẫn chen nhau trên xe điện đến công ty. Thì số người lây lan thì thực ra là để mà trả lời chính xác để mà hiện tại con số nhất bao nhiêu thì với những người dân bình thường như mình chẳng hạn thì mình cũng không thể xác định được ấy. Tuy nhiên rằng là tỷ lệ chắc chắn nó sẽ cao hơn con số hiện tại, thì cái đấy là cái mà mình có thể là như nhận đánh giá cho con chính xác thì mình cũng có thể nói được. Nhưng còn riêng về cái vấn đề mà ý thức của người dân trong cái chuyện phòng dịch này đó, cụ thể một cái chuyện nhỏ nhặt nhất đó là đeo khẩu trang, thì không biết là cái văn hóa đeo khẩu trang của người Nhật nó có giống như đa số những nước châu Á khác hay không? Thực ra thì người Nhật thì rất là, nếu mà mình bị bệnh ấy, thì thực ra là người ta cũng rất là có ý thức vì tư tưởng đến giới. Thì không phải đến đại dịch này mà người Nhật mới sử dụng khẩu trang, mà là hàng năm thì là mọi người cũng biết là ở Nhật thường có cái tình trạng là dưỡng phấn hoa, đến mùa thì bị hắt xì hơi rất là nhiều, cho nên là hầu như là phải hơn 50% dân của Nhật bình thường vẫn sử dụng khẩu trang hàng ngày. Hoặc là ví dụ như ở Nhật có cũng á đấy, cho nên là cái việc đấy thì việc thường xuyên thôi, thực ra là ý thức thì rất là cao. Cho nên là em nghĩ là chỉ có một số trường hợp, ví dụ như không đeo khẩu trang không phải là người ta không có ý thức, mà bây giờ tình trạng khẩu trang cũng can kiệt đấy. Cho nên là mọi người cũng phải xếp hàng vào 3-4 tiếng đồng hồ mới mua được. Cho nên là cũng có một số trường hợp, dĩ nhiên là không phải người ta không ý thức là đeo khẩu trang hay không, mà em nghĩ là cái việc mà tìm mua khẩu trang nó cũng hơi khó ấy. Cho nên là chỉ có thể thôi, chứ còn gọi là khoảng 90%, em nói chung là cái này là theo chủ quan cá nhân ấy. Nhưng mà về đánh giá thì ví dụ như khoảng 10 người thì chỉ có 1 người, 2 người gì đấy không có đeo khẩu trang, bởi vì người ta nghĩ rằng người ta khỏe mạnh mà người ta cũng chẳng lây bệnh cho người khác ấy. Thế nên là người ta cũng không có sử dụng. Đó là cái này thì so với một số nước ấy, khi mà dịch bệnh xảy ra thì thực ra là cũng có cái sự là chưa có sự chuẩn bị, bởi vì người Nhật bình thường người ta cũng sát khuẩn bình thường, cũng đeo khẩu trang, ví dụ đến các cái cơ sở y tế phương các nơi, nếu mà bản thân mình bị ho, bị hắt xì hơi thì là hầu như người ta cũng đều sử dụng khẩu trang rồi, không giống như châu Âu, ví dụ như bây giờ là đeo khẩu trang một là cái điều gì đấy nó khủng khiếp hoặc là bị kỳ thị, nhưng mà ở Nhật thì nó là điều bình thường. Thế nên là khi mà có cái tình trạng này thì nó sẽ nâng cái cấp độ là cảnh báo lên, thì làm cho người dân cũng sẽ ý thức hơn nhiều. Ví dụ mình không bị cảm cúm các thứ thì mình cũng nên là tự đeo để bảo vệ mình. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà giao thông công cộng đó, được biết là Nhật là rất nổi tiếng về cái hệ thống xe điện ngầm. Đây có thể xem là một cái phương tiện công cộng chính của tại Nhật Bản đó. Thì không biết là bây giờ cái số lượng người họ vẫn đi bình thường và dày đặc như mọi khi hay không? Vâng, vẫn bình thường anh ạ. Bởi vì là khi mà chính phủ ra lệnh là yêu cầu khẩn cấp ấy, thì là ví dụ một số cơ sở vui chơi giải trí hoặc là các cái trường tiểu học từ cấp 1 cho đến cấp 2 chẳng hạn ấy, thì là được phải nghỉ ấy. Thế thì cái số lượng nó có giảm thiểu một chút ấy, nhưng mà cũng không đáng kể, bởi vì số lượng người đi làm vẫn sử dụng phương tiện công cộng là chủ yếu. Thế nên là nếu mà chỉ có là một số rất là nhỏ, ví dụ như là mẹ phải ở nhà trông con chẳng hạn, thế thì là nó sẽ hạn chế tối thiểu. Nhưng mà hầu như các bà mẹ đi làm hầu như là đều đi xe đạp, gọi là phương tiện cá nhân ấy. Thì họ ở Nhật thì ngoài cái phương tiện gọi là công cộng như tàu điện ngầm này hoặc xe buýt chẳng hạn ấy, thì là xe đạp cũng là cái phương tiện gần như là chủ yếu của Nhật. Thế nên là em là cái việc mà gọi là thay đổi khi đi là phương tiện công cộng thì nó cũng không đáng kể là bao nhiêu. Và còn vấn đề mà mỗi nước chắc chắn cũng sẽ khác nhau, cái vấn đề mà xét nghiệm COVID đó, thì ở Nhật như thế nào, cái việc đó nó có dễ dàng hay không? Bởi vì chúng tôi cũng đã từng phỏng vấn nhiều nơi khác, thậm chí ở Mỹ đó, thì họ có một cái quy định, đó là người nào có dấu hiệu, biểu hiện thì mới đến những cái trung tâm để mà được xét nghiệm. Thực ra thì ở Nhật thì hiện tại thì là cũng thành lập cả cái trung tâm tư vấn qua tổng đài, qua điện thoại ấy. Thế tuy nhiên là để mà xét nghiệm, nghĩa rằng ví dụ như là em bị cảm cúm chẳng hạn, em cảm thấy là có dấu hiệu nhưng em liên hệ lên trung tâm chẳng hạn, thì ở cũng được là lời khuyên là sẽ ở từ ở nhà chăm sóc trong vòng 14 ngày. Thế sau đấy thì là như thế nào thì sẽ gọi điện tư vấn tiếp.
chứ không dễ dàng theo cái cách rằng ví dụ như là bây giờ tôi có biểu hiện như thế mà tôi muốn xét nghiệm thì xét nghiệm ngay không có có. Nghĩa là với tình hình hiện tại thì nếu mà với những cái tình trạng gọi là khẩn cấp chẳng hạn, hoặc là có thể gọi là nặng hơn một chút thì nhập viện thì mới gọi là xét nghiệm. Chứ còn bình thường mà người dân bình thường mà cảm thấy có những cái dấu hiệu đấy thì hầu như là đều nhận được cái lời khuyên là mình nên ở nhà gọi là tự cách ly, còn như với cả uống các gọi là uống thuốc đề kháng xem là sức khỏe như thế nào thì mình sẽ gọi điện tư vấn tiếp theo từng giai đoạn như thế, chứ không phải ngay lập tức là được xét nghiệm. Còn riêng về cái vấn đề mà bệnh viện cũng như những cái nơi cách ly đó thì không biết rằng là chính phủ có đưa ra những cái nhận định là lo ngại là sẽ bị quá tải trong cái trường hợp mà nếu như cái con số người nhiễm nó ngày càng gia tăng hay không? Riêng về theo em được biết ấy, thì ngày hôm qua thì là Thủ tướng cũng có phát biểu ấy, thì cũng ở Tokyo ấy, vùng Kanto thì chuẩn bị 10.000 phòng và 3.000 phòng ở Kansai, thì để là chuẩn bị nếu mà ví dụ như cách ly hoặc như thế nào đấy thì là đã chuẩn bị ở cái phương án như thế. Thì ở cái vùng Kanto tức là ở Tokyo ấy, thì chuẩn bị 10.000 phòng, và ở vùng Kansai thì là 3.000 phòng. Và quỹ Nippon cũng xúc tiến để xây dựng cả cái cơ sở tạm thời cho cả cái bệnh nhân nhẹ, và đặc biệt là ở cả cái khu đô thị như Tokyo và Osaka thì số giường bệnh thì cũng đến giới hạn, nhưng tuy nhiên là cũng sẽ cố gắng hết sức để mà đủ cái giường bệnh cho người dân ạ. Thì hiện tại ở Tokyo ấy, thì tổng số người nhiễm bệnh là vượt quá 1.000 người. Thế theo cái dự báo mà nếu mà cái tốc độ này mà tăng lên sau 5 ngày thì nếu mà là sự lan truyền như bây giờ ấy, thì khoảng nó sẽ vượt quá 10.000 hoặc là 80.000 trong vòng 1 tháng. Thế nên là cũng là hạn chế là tiếp xúc với cả, và chính phủ mới ra một cái lệnh khẩn cấp là đến ngày 6 tháng 5, và vì ở Nhật ấy, thì sau cái ngày 6 tháng 5 trước ngày đấy thì từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 nó tuần lễ vàng ở Nhật. Thế nên là cái việc là mọi người sẽ đi chơi, đi lại, tiếp xúc nhiều ấy. Thế nên mong muốn sau cái giai đoạn đấy thì sẽ hạn chế được cái việc đó. Còn riêng về cái vấn đề mà trường học cũng như những công ty thì hiện tại vẫn hoạt động bình thường hay như thế nào? Trường học thì bây giờ là đều được cho nghỉ đến 6 tháng 5. Còn cả công ty thì vẫn hoạt động bình thường. Với một số công ty thì nếu mà ví dụ như là cả cái nguyên liệu từ các cái nước khác nhập khẩu thì khác, thì nếu mà không có nguyên liệu hoặc là ảnh hưởng từ COVID-19 thì lâu như thì có nghỉ nếu mà là tại cái đơn vị đấy mà có người bị nhiễm. Hầu như các cái hoạt động hàng quán ấy, thì hoặc là các công ty thì vẫn làm việc bình thường. Nghĩa rằng là nếu mà không có cái việc thay đổi thì hầu như là không có cái chế tài để nghỉ. Như vậy thì nói riêng ở cái khu vực Osaka cũng như là toàn nước Nhật đó, thì cái con số người Việt của mình lao động du học sinh cũng như là người định cư luôn, ước tính có bao nhiêu người Việt của chúng ta, thường có nắm được có con số đó không? Tính đến năm 2017 thì mình có khoảng 262.405 người Việt sinh sống tại Nhật là có thể là lưu trú đấy. Thì còn ngoài ra thì tỷ lệ mà bất hợp pháp hoặc là thì là không có kiểm soát được, nhưng mà khoảng tầm 300.000 người. Người Việt của chúng ta ở Nhật đó làm cái công việc nào là chính, và ngoài ra nữa thì trong thời gian vừa qua đã bị ảnh hưởng nhiều với việc COVID-19 hay chưa? Thực ra thì mọi người Việt của mình ở đây thì có rất là nhiều thành phần ấy, cho nên nói rằng là làm nghề chính ở đây thì cũng rất là khó, tức là mỗi người có một cái ngành nghề khác nhau. Ví dụ như là đối với các, nếu mà anh hỏi về là những người Việt kiều sinh sống ở đây thì nó sẽ khác đối với cái lực lượng lao động hoặc là du học sinh sang bên này. Nếu mà những người Việt kiều sống ở đây thì hầu như cũng như ở các nước khác thôi, mọi người cũng chỉ có làm xưởng hoặc là làm các cái nhà máy xí nghiệp. Thì một số bộ phận khoảng rất là nhỏ, khoảng tầm 1-2% thì sẽ là từ kinh doanh, ví dụ như cả cái mặt hàng nhu yếu phẩm thì những cái hộ kinh doanh đấy thì cũng sẽ gặp trở ngại, bởi vì là hiện tại hầu như đều đóng cửa cả, thế nên cũng sẽ gặp khó khăn. Hoặc là một số có công ty chuyên viên ngành du lịch chẳng hạn thì cũng là có người Việt mình ấy, thì hơi gặp khó khăn về vấn đề là hiện tại bây giờ là đường bay thì cũng cắt giảm, và cái việc đi lại của người dân thì cũng không có.
nên là một số mà hộ tiểu thương hoặc là về kinh doanh du lịch chẳng hạn thì sẽ có gặp khó khăn trong cái việc là duy trì hoạt động, bởi vì là chi phí thuê nhà này rồi là nhân công nhà máy các thứ đấy. Thế vì hoặc là cái việc là ví dụ làm du lịch thì mình cũng phải đi lái, hiện tại bây giờ mọi việc đều dừng lại đóng băng thì khó khăn ở cái vấn đề đấy, hoặc là cả cái hàng ăn. Trong cái con số người nhiễm COVID-19 ở tại Nhật đó thì không biết là Thương có biết được là có người Việt Nam nào của chúng ta? Vâng, thực ra thì cái việc mà ở Nhật ấy, thì việc giấu thông, nghĩa là giữ bí mật thông tin ấy, nó rất là, nghĩa chỉ có ghi là người này bao nhiêu sinh sống ở đâu như thế nào thôi. Thế nên là đến thời điểm hiện tại là để mà nắm rõ cái số lượng đấy thì em xin lỗi là không có nắm được ạ. Nhật cũng là cái nơi mà có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc và thậm chí là du học sinh đó. Thì trong thời gian vừa qua, cái vấn đề máy bay, nhất là khi mà Việt Nam giờ đây cũng đang không cho những cái chuyến bay nước ngoài đáp xuống những cái sân bay quốc tế của Việt Nam nữa, thì tình trạng mà những người Việt cũng như là du học sinh bị kẹt lại ở Nhật không có thể về được Việt Nam trong thời gian này đó, thì không biết là Thương có nắm bắt được những cái con số đó không? Cái tình hình là người Việt Nam mình ở bên này mà mong muốn về nước mà bị kẹt ấy, thì hầu như thực ra là để mà nói bị kẹt thì nó cũng không có chuẩn lắm ấy. Đối với những cái đối tượng mà gọi là bị kẹt thì nó ít, mà là đấy là những cái gọi là thân phận thì nó hơi quá, nhưng mà là những người bất hợp pháp ấy. Thế nên là khi mà tình hình xảy ra thì người ta mong muốn về nước, nhưng thực ra là không phải rằng là khi mà mình mong muốn một cái thì mình về được, hầu như đều theo quy trình cái ít nhất là phải một tháng để mà nếu càng ở Nhật ấy, gọi là cái cuộc nhập cư ở Nhật người ta mới giải quyết ấy. Nên em thì không có gặp trường hợp đấy, tuy nhiên em cũng có nghe qua và em cũng có gửi cả cái thông báo cũng như là cái lời đề nghị ấy. Nếu mà ví dụ tình hình bị kẹt thì em cũng có thể hỗ trợ chỗ ở hoặc là sinh hoạt cho các bạn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng không có thấy rằng là ai liên hệ lại cả. Nên là em nghĩ rằng là tình hình đến chưa mức gọi là cấp bách ấy, bởi vì nếu mà ví dụ như cấp bách thì người ta cũng đã liên hệ để người ta cũng xin chỗ ở hoặc đại loại là sẽ hỗ trợ, mình cũng sẽ hỗ trợ người ta. Nhưng mà em cũng không có thấy có, bởi vì thì anh cũng chắc qua phương tiện anh cũng biết là ở Osaka thì vừa rồi cũng có khoảng 20-30 bàn, nghĩa rằng theo được biết là như thế. Em có liên hệ nhưng mà không thấy ai phản hồi cả. Nên là em nghĩ là cái việc mà khó khăn quá thì không có, bởi vì ở Nhật thì đó là cái việc mà gọi là nói là không có chỗ ở hoặc là khó khăn đến hiện tại hoặc là đồng hướng giúp đỡ thì không có, không đến mức như vậy nha. Nếu như mà người nào đang ở tại Việt Nam mà có thân nhân của mình đang định cư hoặc là du học ở Nhật đó, mà lo lắng cho người thân của mình trước cái dịch COVID-19 đó, thì không biết rằng là Thương có muốn đưa ra cái lời khuyên nào cho họ hay không? Thực ra thì nếu mà với những cái thân nhân Việt Nam mình mà có người nhà sinh sống và làm việc ở Nhật thì là mọi người cũng yên tâm thôi. Nên là ví dụ như tổng lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Việt Nam của mình ở Nhật cũng có cả cái đường dây nóng này, và cũng họ sẵn sàng hỗ trợ người dân này, cũng và ở Nhật cũng vậy. Hầu như thì là tất cả các tỉnh thành phố đều có đường dây nóng 24/24 để là hỗ trợ người dân khi mà có trường hợp khẩn cấp xảy ra, và ví dụ như cấp cứu hoặc là vấn đề ở đây thì hầu như là ổn. Thì em nhận xét thì với khoảng thời gian sinh sống ở Nhật thì em nghĩ rằng cái việc mà là để hỗ trợ hoặc là để là cấp cứu người dân trong thời gian hiện tại không có vấn đề gì mình phải lo lắng cả. Vâng, cảm ơn Lê Thương rất nhiều vì đã chia sẻ cho nhiều người được biết tình hình ở Nhật như thế nào. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, xin chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.